Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hey và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới ảnh Minecraft để bạn ơi. Và kế bên mình đó chính là hội chị em Cute Phô Mai Que. Còn ở bên trái của mình, bên trái, bên phải, đúng rồi, bên phải đó chính là hai cái ông cũng đẹp trai nhưng mà không đẹp trai bằng mình. Ê, đúng không các bạn. Ê, ok đó, làm gì vậy? Cái làm cái gì vậy? Bạn nhìn mình có vui không? Đó. Ôi trời ơi, mình có đi xin môi luôn á. Tính ra là mình kêu Kairon gọi là đẹp trai không bằng mình, cái Kairon quyết định đi bơm môi để cho đẹp hơn bạn ơi. Ghê quá Kai ơi. Không, Kairon thì bơm môi, còn vịt là tiêm filler cho môi bị biếng rất luôn nhá. Sao nhận filler cho môi và nói bây giờ bà đang đứng cạnh nguyên một dàn trai xinh gái đẹp, có thằng nó bơm môi đứng cạnh thì bà nhìn coi cái mặt bà chẳng như này thì như nào nữa. Ok mọi người ơi, thì hôm nay nè mình đã tiếp tục quay trở lại để làm thêm một video quái vật đánh nhau cùng với lại Hero Team nữa ở đây. Thì như tập trước bạn cũng biết thì Kamui đã bị quái vật Sammy bắt đi, cho nên hôm nay Kamui thoát ra được rồi. Cho nên Kamui đã có mặt ở đây. Kamui chào các bạn, các Kamui. Hello mọi người, tôi là Kamui nè, mọi người nhớ khóa tay tôi và subscribe cho Kamui nha, cảm ơn mọi người nhiều. Thì cái lần này các bạn, chúng ta sẽ không chỉ là chỉ có quái vật đánh nhau không đâu nha, mà còn có thêm rất là nhiều những nhân vật xuất hiện ở trong gọi là video này, sẽ là những nhân vật hoạt hình rất là đáng yêu luôn. Đây mình sẽ cho các bạn xem nè. Xem đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có gọi là thêm mấy nhân vật, mình sẽ cho các bạn đón thử nha. Ok, Hero Team, bây giờ mọi người hãy xem thử coi nhân vật này là nhân vật nào nè. Demon chắc luôn. Thôi lên được. Mày đổ Demon nó nổi, cái này là Slender Man chứ đâu Demon gì nó nổi. Xem cái chuyện này 1000 lần rồi, chắc chắn đây là Doraemon nè. Tào lao, cái nhân vật này là nhân vật Slender Man chứ không phải là nhân vật Doraemon đâu. Dịch tào lao quá. Rồi ok, tiếp theo nữa nè. Đây cho mọi người xem nè. Tiếp theo nè. Edward. Đúng rồi, cái con này là A Mông Ú đó. Hôm nay là A Mông Ú xuất hiện ở trong Minecraft luôn nha các bạn nha. Rồi, tiếp theo nữa nè, con này bảo đảm mọi người ai cũng biết nè. Đây chính là một cái con mèo mà người ta ở trong điện thoại mà mấy bạn nhỏ hay chơi á, mình không biết tên nó là gì hết à. Mấy bạn ai biết thì comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Ok rồi, tiếp theo nhân vật này Sim thích nè. Đây. Ủa gì ba ơi? Gì ba cái gì trên rồi? Con kìa. Cái này mà đâu phải, cái này đâu phải Kamui, cái này là nhân vật Bobby ở trong Bobby Lighttime. Trời ơi, nhìn đó. Bobby Lighttime ai biết đâu thế. Mấy em là vịt đang bị mù màu. Lúc nãy cái màu đen trắng thì không hiểu sao nhìn ra Doraemon đưa ra màu xanh. Còn đây là màu đỏ luôn như thế này mà không hiểu sao bảo Kamui ra màu cam luôn á. Đây là màu cam chứ không phải màu đỏ đâu. Trời ơi, thôi đây là màu đỏ. Dịch không biết gì, người ta nói rằng á là biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Dịch không biết gì có thể nói mà trưởng team kiểu này không được, anh em vote đi. Dịch ra khỏi team đi. Được. Nhân vật này sẽ là một nhân vật y hệt như dịch luôn nè. Đây. Tên. Đâu vậy? Ôi, Pikachu. Đúng rồi. Cái gì Pikachu? Cái gì mà nói? Giả được giọng Pikachu nha. Đâu, xin thử giả giọng Pikachu coi. Nói xem nào. Pikachu. Chim giả giống y hệt luôn là cái con Pikachu luôn á. Bây giờ nha, hồi nãy đã có một nhân vật là mèo Angela rồi, bây giờ sẽ có một nhân vật mới nè. Đây cũng là con mèo luôn. Con này ngầu hơn nè, tôi thích mèo này hơn nè. Con mèo này chính là con mèo Cartoon Cat mọi người ơi. Con này hơi bị kinh dị luôn á, trời ơi, hơi bị đáng sợ luôn á. Rồi ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chọn ra coi con nào sẽ đấu với con nào nha. Mình sẽ bỏ ở trong đây nè, ngẫu nhiên này nha. Rồi ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bấm vào trong cái nút này để xem coi con nào sẽ là con chiến đấu nha. Mà khoan, từ nãy giờ hình như mình đọc tên gọi là mấy nhân vật này hình như có con nào sai vậy, các bạn thông cảm với mình nha. Tại vì Phong là 10 điểm tiếng Anh mà. Phong là 10 điểm tiếng Anh đó bạn. Biết sao Phong, lúc nãy Kairon cứ ghi là mèo Angela, Kairon rất mấy lần mà Phong không thèm để ý. Con có tên là mèo Angela hả? Tôi không biết, tại vì tôi giờ tôi nghe giỏi tiếng Anh lắm, các bạn không nghe Angela nha, nó là Angela nha. Thôi mệt quá, nói nhiều quá, bây giờ mình bắt đầu nè, đây, bấm nút nè. Tiếp. Con quái vật đầu tiên sẽ là A Mông Ú. Ok, đặt ở đây. Đó, rồi. Đến tôi. Rồi, đến Sam đi. Rồi, ok, Sam. A Mông Ú sẽ đấu với ai đây? 3, 2, 1, hay. Pikachu.
ơi, ngang tài ngang sức nha, để coi coi con nào thắng nè. À mà quên nữa, video hôm nay mấy bạn có để ý là như thế nào không? Video hôm nay á có đến tận 3 cặp đôi xuất hiện trong đây nữa các bạn. Phong Sam nè, Sim Kai nè, với lại là Mr. Dịch và Camu. Trời, mấy bạn fan khoái khoái chảy nước miếng, chảy nước miếng. Ờ đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu. Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào trận 1 nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, thì trận đấu đầu tiên sẽ là trận đấu giữa gọi là hai nhân vật là fan của Dịch màu vàng nha các bạn nha, là Amonest màu vàng và Pikachu màu vàng. Chọn con Pikachu nhìn đúng đáng yêu luôn mọi người coi nè. Rồi sao vịt đã lây bệnh mù màu sao không? Đây rõ ràng là màu cam chứ sao màu vàng vậy chứ nữa. Rồi ok màu cam. Ui mọi người nhìn nè, tính ra con Amonest này cầm cái cây kiếm nè mọi người. Ui nhìn ngầu dữ vậy. Cái này không có bằng nhất. Con bên này nó cầm vũ khí mà con bên kia đây không vậy? Trời ơi anh không biết gì hết trơn ấy, con Pikachu nó bự hơn con Amonest nhiều. Nè bây giờ thử Pikachu đứng thẳng lên coi. Pikachu đứng thẳng lên. Đứng lên coi. Đó thấy không? Nó cao hơn rồi không? Trời ơi. Rồi. Ê, nhìn nè, bên này con bên này màu vàng, bên này màu cam mà con bên này nó lùn này. Đây là Mr. Vịt, đây Camui nè. Ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu trận đấu để coi Pikachu với Amonest ai là thắng nha. Ok, bạn nào mà gọi là đoán thử coi nhân vật nào thắng thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Rồi bạn nào đoán đúng mình thả tim nè. Hôm nay không vote nữa hả? Không chọn bên nữa hả? Có chứ. Bây giờ này nha. Okay. Ở đây hiện tại bây giờ đang có ba cặp đôi nè. Thì bây giờ ba cặp đôi hãy chọn một con đi. Ok, Sam ơi, Sam chọn con nào? Bên này. Pikachu đúng không? Rồi ok. Đã tính chọn Pikachu mà nhiều người chọn quá trời vậy. Vậy thì bây giờ Camui là Dịch chọn con Amonest đi. Mọi người chọn Amonest đi. Tại sao mọi người chọn Amonest? Camui mặc lùn thì bắt con Amonest đi. Thôi em nói Dịch nghe nè, bây giờ á Camui đã chọn Amonest rồi, Dịch bên đội Camui thì Dịch phải chọn Amonest luôn. Thì anh chọn con nào chả được, nhưng mà bây giờ không ai chọn con này hết, nó cu đơn nó khóc làm sao. Không, anh phải chọn Amonest theo Camui. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trận đấu. Let's go. Tiếp nào. Ôi trời ơi. Chúng ta đang thấy rằng là Amonest đang bị đánh văng đi rất xa. Ôi nó bay luôn kìa. Ôi nó bắn đi đâu rồi. Nó bay trên trời luôn kìa, trời. Ôi mày quá. Căng quá mày nói gì. Sao mình cảm kiểu con Amonest tay người nó ngắn mà tay nó cũng ngắn, sao đánh không chạm con Pikachu ấy? Ôi em còn không biết nữa, nhưng mà em thấy từ nãy giờ là Amonest là hơi bị mạnh đó nha. Quýnh Pikachu từ nãy giờ văng đi mấy mét luôn. Ôi mà sao giờ Pikachu mạnh hơn rồi? Cố lên Pikachu. Ôi Pikachu. Ui trời ơi. Pikachu chạy kìa, phóng điện đi Pikachu. Nhanh lên. Điện đâu? Điện một càng quên. Chết rồi. Cái con này là Pikachu phát rồi. Trời. Hay quá bạn ơi, hay quá. Vậy là Pikachu của chúng ta đã là giành chiến thắng. Ủa Dịch làm gì vậy? Dịch làm gì vậy? Ok bạn ơi, vậy là trận này Pikachu đã giành chiến thắng và Phong Kai Sim Sam đã được một điểm. Trận nào Phong ấn con gì ra là con đấy cũng thắng, là cameraman bất tử. Tôi yêu cầu trận này để tôi với Camui ấn này. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau tính điểm nào. Phong một điểm nè, Sam một điểm nè, Kai một điểm, Sim một điểm nè. Trời ơi, còn hai người này không được điểm nào hết á. Hay quá, hay quá. Cái này không công bằng. Mình nghi là cameraman luôn mất tử là Camui. Qua đây, tôi với bà ấn để giành chiến thắng. Qua đây. Trời ơi, Dịch ơi, trưởng team. Chuẩn bị nha. Trưởng team mà. Ok, cho Camui bấm trước đi, Camui bấm trước đi. Trưởng team mà thua mấy đứa em là hơi nhục đó nha Dịch. Ok. Thì ra nó coi thường mọi người có tuổi à. Bấm ra. Slenderman. Rồi đó, rồi đó, rồi tiếp. Mày đi. Tránh ra, xa. Xa nè, xa nè, được chưa? Cái vía xui xẻo xuất ra. Nhìn thế nào, màu vàng là màu của may mắn nè. Ui, chà, ui. Ồ, cái hai nhân vật màu đen đánh nhau. Đây chính là con mèo cartoon cat. Wow, trời ơi. Ê, nhìn như hai con này đều đặc điểm chung là màu đen và chân dài sao ta? Đúng rồi đó. Ok, rồi, trận đấu này có bộ hấp dẫn này nha. Ok, chuẩn bị bắt đầu trận đấu nào. Let's go. Gánh đồ. Ok bạn ơi, và trận tiếp theo các bạn có thể thấy rằng là tôi nhìn thôi tôi biết Caron sẽ chọn bên nào. Tôi nhìn là tôi biết Caron sẽ chọn bên nào. Cái cái con này nó có một cái miệng cười nhìn rất là dễ thương. Caron cũng vậy, nhìn là biết Caron chọn bên nào. Caron quá.
Ok, được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau chọn nha. Sam ơi, Sam chọn bên nào? Sam không tin tưởng Sam nè, chọn đi. Tất nhiên là chọn gì ta, N, con này là gì, con tên gì, tôi quên Slenderman. Rồi. Slenderman. Slenderman. Biết sao không? Tại con này mặc áo vest giống tôi, nó là anh em họ gần xa của tôi đó, nên tôi chọn con này. Ok, rồi, Sam chọn Slenderman thì Phong cũng chọn Slenderman luôn. Rồi, ok, Kairon với Simi chọn bên nào? Tôi là mẹ Simi, tôi sẽ chọn cái ok rồi. Chọn, chọn người bạn của bay đi. Chọn bên này đúng không? Rồi ok. Dịch với lại Mui, chọn bên nào? Trời, bên này, tại vì bên tôi cao Mui thích ngầu nên cao Mui sẽ sang bên này. Nhìn nó ngầu quá trời. Ok, hey, thương dịch ngầu quá chị. Thương dịch quá, dịch không dịch không có sự lựa chọn mọi người ạ. À. Dịch phải theo cao Mui. Buồn dịch, dịch quá. Nghe thôi, nghe theo Mui thôi. Dịch rồi, dịch anh nha. Ông ta cũng rất khó luôn. Ông chia mẹ đúng không? Thì ông mơ mơ thì ông sang bên kia đi, đừng sang bên này. Dịch dịch đó, người ta dịch đó, thì ơi mọi người ạ. À. Ok rồi, bây giờ không nói nhiều nữa, mấy bạn hãy cùng nhau comment xem coi mấy bạn chọn bên nào thắng nha. Ok rồi, chuẩn bị nè, 3, 2, 1, bắt đầu. Ok. Ôi, tôi nhìn đó nha, tôi nhìn đó là tôi thấy tôi có thể thấy rằng là Slenderman có nhiều tay hơn, nhưng tôi nghĩ là Slenderman sẽ thắng á. Còn con cái con kia thì nó đánh được một cái một tay. Cố lên Slenderman. Thôi Phong để ý cái tướng đánh nhau của hai con này, nhìn thôi. Hài ghê luôn á. Bên đấy đi. Ai 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 ai. Dịch trang gian, dịch trang gian. Rồi, coi như là dịch với Camui được một điểm nè, Phong với Sam được thêm một điểm nữa. Trời ơi, Phong cao điểm quá. Sao anh? Không. Sao mặt mọi người bình thường mà mặt cay nhìn một cười vậy? Nó lạ lắm. Ok, được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận tiếp theo nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ trận tiếp theo cho Sim với Kai chọn nè. Chọn đi. Kai bấm trước đi. Để Kai bấm trước kìa. 1, 2, 3. Ồ, bấm đi. À, khoan từ, tính ra bây giờ còn có hai con thì hai người cũng đâu cần bấm đâu, còn có hai con. Mày để cho người ta bấm đi, để cho người ta bấm đi mình ơi. Thôi, thổi ra bấm luôn, ok. Ồ, mèo. Ồ, chị mèo Simi. Đây, cái con mèo này hồi nãy mọi người đã bảo với mình là mình đã đọc sai tên rồi. Cái con mèo là tên gì Sim? Hello Kitty. Hello Kitty. Rồi bây giờ Simi, hồi nãy là tôi là best English Việt Nam rồi, cho nên là tôi đọc tiếng Anh không chuẩn. Giờ Sim đọc giúp tôi với con mèo tên là gì Sim? Từ từ xem, đây con kim bích, em nói cho rõ rõ vô. Okay. Con mèo này tên là con mèo gọi là Angel. Đó. Angel hả? Mèo Angel. Ok mấy bạn ơi, mèo Angel nha, tại Phong là gọi là chùm tiếng Anh. Ủa nó tên là Angela mà ta? Gì kì? Phong đọc sai nha, các bạn thông cảm nha, tại vì Phong đọc sai, xin lỗi các bạn. Ok, rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với trận này nha mọi người nha. Yeah. Ok. Rồi, ok bạn ơi, trận đấu tiếp theo của chúng ta sẽ là trận đấu giữa hai bạn nữ. Đầu tiên, đó chính là Bobby và tiếp theo đó chính là Angel nha mọi người. Mình đọc đúng rồi nha mọi người, không phải là Angela nha, ok. Rồi, thì chúng ta có thể thấy rằng là ở bên đây là con mèo Angel thì nó bị một cái là nó là em bé, cho nên là nó lùn hơn cái con Bobby bên kia mọi người ạ. Con Bobby bên kia có vẻ là hơi to hơn, nhưng mà chưa chắc gì to, có thể thắng được đâu nha các bạn nha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta cùng chọn nào. Bây giờ sao chọn trước đi Sam? Hay giờ cho Phong chọn? Thôi, bây giờ để Sam nhận Phong nè. Ok. Nãy giờ là Phong nhận Sam rồi. Vậy thì bây giờ tôi sẽ chọn Bobby. Ok, tôi chọn Bobby đi. Bobby, đừng đi xa. Ở bên trong đó mà. Ông chọn Bobby hả? Trời ơi, tôi thấy rồi đó. Tôi thấy fucking Angel là hợp lý rồi. Tại vì nãy tôi thấy okay. Đọc tiếng Anh chọn. Tôi chọn Angel. Ok, chọn Angel. Ở gì kìa? Ok. Okay. Thì bây giờ Sam chọn bên nào tôi chọn bên đó, chứ tôi không chọn giống Sam. Sam đánh tôi sao? Ủa, coi chọn bên nào vậy coi? Ok. Cái gì? Em cũng chọn Angel. Rồi, chọn Angel. Ủa, vậy mọi người? Ok. Mọi người chọn ra cái con chó vậy? Ủa, dịch ơi, sao dịch cầm cây, dịch đe dọa hả dịch? Ủa trời ơi.
Thì này á, con này nó mà không thắng là ăn uống cho ra bã luôn. Rồi, rồi, vậy giờ các mũi chọn bên nào nè. Chốt bên bên này nha. Bên này đúng không? Rồi, cho Enzo đúng không? Rồi, cái làm nhầm Mr. Dịch là coi như là phải theo Camui hả Dịch à? Ủa, còn lâu? Ủa, không ai chọn búp bê hết hả? Không ai chọn búp bê hết á. Rồi, búp bê phế bên đời. Mọi người ơi, mọi người có biết là búp bê sẽ buồn lắm không? Ai chọn búp bê? Ok. Ủa, khoan kỳ ta gì? Tính ra là Camui chọn bên nào, Dịch phải chọn bên đó chứ. Thôi được rồi, bây giờ cho Dịch phá lệ luôn, cho Dịch chọn riêng mình Dịch luôn á. Rồi, ok rồi. Bây giờ trận này là Dịch là một mình cô đơn nha mọi người nha. Rồi, ok, còn mấy bạn fan. Mấy bạn fan hãy comment cho mình biết rằng mấy bạn chọn bên nào nha. Rồi, ok, bây giờ trận đấu của chúng ta bắt đầu. Yo. Trời ơi, quá. Quýnh ơi, chắc là vậy luôn. Một chút thôi. Enzo phải giành chiến thắng. Enzo ơi, đánh chết con búp bê đi. Cho nó thành từ gọi là mèo Simi thành mèo Kitty luôn. Cố lên, cố lên. Cố lên. Trời ơi, ôi trời ơi. Mặc dù chúng ta thấy rằng là Enzo á là có một cái kích thước chiều cao thể lực không bằng Bobby, nhưng chúng ta thấy rằng là Enzo có một cái tốc độ rất là nhanh, nhanh ơi là nhanh luôn, có thể đánh được Bobby liên tục. Wow, hay quá. Cố lên, cố lên Bobby ơi, win lên. Hay quá. Yeah, trời ơi bạn, hay quá bạn ơi, vậy là Dịch là người duy nhất không có điểm. Ok, ok, ok. Trời ơi, mình cao điểm lên nè Sam ơi. Trời ơi, ông Dịch. Ủa, anh Dịch Mỹ gì vậy ta? Sao anh tự nhiên đúng đây chỗ gì? Dịch, Dịch chết, Dịch Dịch chết, Dịch chết. Trời ơi, trưởng tim mà thấy tàn chân chen không. À, quay đúng cái này nè Phong. Còn Bobby rồi, ta gọi cho cả coi. Ok bạn ơi, vậy là coi như trận này là bọn mình lại chấp tiếp tục là chiến thắng nha bạn. Rồi ok, chúng ta cùng nhau đến với trận tiếp theo nào. Mình nghĩ là cái này thiên vị nhân lần quá. Không có thiên vị hết á, Dịch chọn sai, Dịch chịu, Dịch đã lớn tuổi, Dịch trưởng tim mà Dịch còn chơi đối thừa Dịch. Trời ơi, thôi được rồi. Vậy là coi như là chúng ta đã bắt đầu chơi được 3 trận nè. Thì trận đầu tiên là Pikachu thắng nè, trận thứ hai là Slenderman nè, trận thứ ba là Enzo. Ok, bây giờ còn ba con đó thôi, mấy bạn hãy thử đoán coi con nào sẽ giành chức vô địch nha. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận bán kết của chúng ta nha. Và cái trận này á sẽ là trận đấu giữa ba con quái vật luôn. À không, hay bây giờ mình cho ba con quái vật đấu nhau cùng lúc nha mọi người nha. Vậy luôn, không sợ gì hết. Ok, mình sẽ cho ba con quái vật đấu nhau cùng lúc luôn nha các bạn nha. Cho nó khác biệt chút xíu là chung kết luôn, chung kết luôn. Ok. Hiện tại ở đây đang có Pikachu nè, Enzo nè, với lại là Slenderman. Được rồi, bây giờ bấm nút tiếp. Rồi chọn lần ba con luôn. Ok, ba con. Hơi bị căng thẳng nha. Rồi ok. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cho ba con quái vật này xuất hiện nha mọi người. À không, Pikachu với lại Enzo không phải là quái vật nha mọi người. Ok. Quầy quầy quầy, trận này hơi bị căng thẳng nha. Trận này là giữa Pikachu, Slenderman và mèo Enzo, hơi bị nguy hiểm nè. Để xem có nhà sẽ là người giành chiến thắng. Ok, được rồi, bây giờ nè, Sam chọn đi. Sam chọn con nào. Ôi trời, lần này ba con luôn, nhưng mà tôi bây giờ tôi thấy gì hay hơn nè mọi người. Bây giờ nó đang có ba con đúng không, thì ba team chọn ba con đi, mỗi team chọn một con đó. Đúng, hợp lên. Cái này hay à, Ok rồi, bây giờ là tôi nhường cho gọi là Camui Sim Kai chọn trước luôn. Tôi Pikachu. Pikachu đúng không? Rồi ok. Pikachu à. Rồi Camui. Camui Enzo ra. Enzo đúng không? Rồi ok, vậy thì bây giờ Phong với Sam chọn Slenderman ha Sam. Ok, chắc chắn Slenderman sẽ thắng. Ok, ok. Trời ơi, mấy bạn biết tại sao mình chỉ hỏi gọi là Simmy, Camui với lại là Sammy không? Bởi vì là nóc nhà luôn luôn nhất các bạn à. Chọn sai là... ok, rồi. Bây giờ còn mấy bạn phá bạn đó thôi, coi ba con này con nào sẽ là giành được chức vô địch nha mọi người nha. Ok, rồi chúng ta cùng nhau chuẩn bị... bắt đầu! Tiếng lên! Ủa vậy khoan từ từ, sao tự nhiên Pikachu với lại là Enzo nhào vô quýnh một mình Slenderman vậy? Lúc này đặt Pikachu nhá. Không được. Không được chơi như vậy. Em ơi. Không được chơi như vậy, không được chơi như vậy nha. Đánh phải đánh gọi là xung quanh luôn nha. Không được chơi gì nha. Chơi đều nha. Không được ăn táo vàng nha. Cái này là không được ăn táo vàng đâu nha. Quýnh vào đầu con Pikachu chết. Lấy kéo đi Enzo ơi. Trời ơi, ghê quá. Pikachu đã bị tiêu diệt rồi. Oh my god. Cố lên Slenderman. Trời ơi, Slenderman dữ vậy. Yeah, trời ơi, Sammy chuẩn quá Sammy. Trời ơi, thắng liên tục.
tục luôn. Trời ơi, bốn trận mà hết bốn trận, trời ơi đỉnh quá. Gì ở đây con có sự rất là đúng không mọi người, gì bốn trận mà thắng hết bốn trận vậy? Không có gian lận gì ở đây á, người ta là rõ ràng em may mắn được không? Em rõ ràng là người ta bờ rồ, người ta chọn đúng mà dịch này dịch lại tiếp tục đổi thừa nè, lại tiếp tục đổi thừa gian lận nè, trời ơi. Gian lận nha, tôi là tôi phản đối nha. Ủa ai dính cái mạng vậy lên đây vậy? Cái gì vậy? Sao nhìn nó ít quá vậy? Mẹ nó để em giúp dịch, em cho dịch xuống dưới gọi là bên dưới này luôn. Trời ơi, Phong ơi, bị lắp đi Phong ơi. Trời ơi, tạm biệt Phong nha. Em cho dịch xuống bên dưới luôn đó, dịch. Cho dịch xuống luôn. Cho dịch xuống luôn. Rồi, ok bạn ơi, vậy là trận này Slenderman đã là nhân vật giành được gọi là chức vô địch của trận đấu chúng ta ngày hôm nay, và Phong với Sam là nhóm giành được chiến thắng. Rồi, ok bạn ơi, vậy là trận này Phong với Sam đã giành chiến thắng rồi. Phong với Sam đã khiến cho những bạn cá con, những bạn fan của Phong và Sam tự hào quá đi. Rồi, ok. Thì mấy bạn muốn trong những trận sau thì mình sẽ cho thêm những nhân vật nào xuất hiện trong trận đấu chúng ta nữa thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và trận sau mình sẽ cố gắng mời cả Mimi và Siro vào nữa, nhưng mà cũng hơi khó mọi người ạ. Tại vì Mimi thì gọi là quay được á, nhưng mà Siro thì hay livestream lắm. Đang bệnh. À đúng rồi, Mimi bị bệnh, còn Siro thì hay livestream lắm. Cho nên là cũng khó mời Siro mọi người ạ. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng mời thôi để cho full team cho các bạn xem luôn nha. Ok. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt. Hello team, hello team.